sáng ngày 25 tháng 3, phường Phương Nam tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 và kỷ niệm 10 năm ngày quốc tế hạnh phúc. Những năm qua, phường Phương Nam luôn tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thể dục thể thao, quan tâm chú trọng phát triển sự nghiệp thể dục thể thao gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, quan tâm từng bước nâng cấp cơ sở vật chất gắn với các thiết chế văn hóa thể thao, đẩy mạnh thành lập các câu lạc bộ thể thao, tổ chức tốt các giải đấu thể thao trên địa bàn dân cư. Phong trào rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại đã được đông đảo nhân dân phường tích cực hưởng ứng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phương Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, khu phố và nhân dân, mỗi người hãy tự chọn cho mình một môn thể thao ưa thích để tập luyện. Ngay sau lễ phát động, cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường đã tham gia chạy theo lộ trình hơn 1 km với điểm xuất phát tại Ủy ban nhân dân phường Phương Nam.